Em sợ mọi người không nghe rõ tên em. Cái gì quan trọng mình nên lặp lại 3 lần đúng không ạ? Vui một chút để thay đổi không khí thôi ạ. Đến giờ em vẫn chưa tin mình là thủ khoa. Và em sẽ bắt đầu bài phát biểu của mình ngày hôm nay. Kính thưa ban giám hiệu, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng tất cả các bạn tân khoa. Em là Phương Lan, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh khóa 2016. Hôm nay em rất vinh dự được phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp lần thứ 38 của trường đại học Hoa Sen. Và để chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này cùng với tất cả các bạn tân khoa thì xin cho phép em được xưng bằng mình và các bạn, dù có thể trong hội trường sẽ có các anh chị cũng như là các em đến từ các khóa khác nhau. Các bạn tân khoa thân mến, tốt nghiệp là một trong những cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của chúng ta. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 4 năm đã qua. Và với một số bạn giống như mình thì có lẽ là 5-6 năm bởi vì dịch. Hẳn là bây giờ sẽ có rất nhiều bạn cảm thấy là 4-5 năm trôi qua rất là nhanh. Mình cũng vậy. Mới ngày nào mình còn nằm trong danh sách chờ khi đăng ký môn học. Tụi mình còn là những phượt thủ đua từ quận 12 qua quận 1. Còn cảm thấy hồi hộp mỗi khi nộp bài lên Turnitin. Vậy mà giờ đây chúng ta đã là những tân khoa và sắp sửa bước vào đời. Và chúng ta có được ngày hôm nay thì một phần rất lớn đó chính là nhờ các thầy, các cô tại trường đại học Hoa Sen, những người đã luôn tận tình dạy dỗ cho chúng ta qua từng môn học, trang bị cho chúng ta không chỉ là kiến thức mà còn là kinh nghiệm sống để cho chúng ta trưởng thành từ trong suy nghĩ cho đến hành động. Và cũng tại nơi đây, chúng ta đã gặp được rất nhiều những người bạn mới, những người đã gánh ta còng lưng qua từng mùa đề án, những người tuy ta mới gặp đây nhưng mà có lẽ sau này họ sẽ còn đồng hành cùng với chúng ta trong nhiều năm tới nữa. Bây giờ khi nhìn lại, mình cảm thấy trân quý tất cả những gì mà mình có được ở dưới mái trường này. Và mình xin gửi lời tri ân sâu sắc đến với ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô cũng như là tất cả các bạn tân khoa, những người đã cùng mình xây dựng nên quãng đời sinh viên đáng nhớ này. Trên chặng đường phía trước, mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục phát triển bản thân, trở nên vững chãi để có thể phụ giúp cho gia đình, hỗ trợ những người xung quanh và đóng góp vào xã hội. Dù biết rằng thực tế thì có thể sẽ có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà mình hy vọng các bạn sẽ kiên trì vượt qua được hết tất cả. Bởi vì mỗi lần mà chúng ta vượt qua thử thách thì là một lần chúng ta thêm mạnh mẽ. Đôi khi các bạn không nhất thiết phải là người giỏi nhất hay là xuất sắc nhất để đạt được thành công. Mình nghĩ đôi khi thành công đến chỉ vì chúng ta có đủ sự quyết tâm để bắt đầu một việc gì đó và lì lợm đi đến cuối con đường để hoàn thành nó. Các bạn đã hoàn thành được chặng đường đại học, vượt qua rất nhiều những mùa deadline, hoàn thành rất nhiều những bài tập khó, hàng trăm giờ học online và vượt qua cả đại dịch để được ngồi ở đây trong hội trường này ngày hôm nay. Nên hãy tự hào vì điều đó và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để tự khen thưởng cho sự cố gắng của chúng ta, có được không ạ? Mình chúc các bạn sẽ thật tự tin, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Và dù đi nơi đâu thì một phần thanh xuân của chúng ta cũng đã dành ở Hoa Sen, thuộc về Hoa Sen. Nên hãy tự hào về Hoa Sen và khiến Hoa Sen cũng tự hào về các bạn. Giờ đây, trên tinh thần hướng về phía trước thì chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một nghi thức không thể thiếu của buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Đó chính là nghi thức tuyên hứa. Xin mời tất cả các bạn sinh viên hãy đứng lên để cùng với Lan thực hiện nghi thức này, có được không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau chỉnh trang lại trang phục. Xin mời tất cả các bạn hãy đặt tay phải lên ngực trái, cùng hướng về phía trước. Lan sẽ bắt đầu đọc lời tuyên hứa. Sau khi Lan kết thúc lời tuyên hứa bằng hai chữ xin hứa thì các bạn hãy lặp lại 3 lần xin hứa, xin hứa, xin hứa cùng với Lan nhé. Mọi người đã rõ rồi đúng không ạ? Lan xin được bắt đầu lời tuyên hứa ngày hôm nay. Tôi, sinh viên tốt nghiệp trường đại học Hoa Sen, xin hứa tôi sẽ thực hiện hoài bão của trường đại học Hoa Sen là đóng góp năng lực của bản thân vào sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam trong mối quan hệ thân thiện với cộng đồng quốc tế. Tôi sẽ sử dụng tri thức,
kỹ năng và phong cách chuyên nghiệp của mình để phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Tôi sẽ không ngừng học hỏi, tự hoàn thiện bản thân, nâng cao khả năng tự học trọn đời với tính trung thực và lòng tự trọng. Tôi hứa những điều này trong danh dự và sự tự nguyện. Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa! Xin chân thành cảm ơn các bạn.